đi khám nữa, đi khám cũng vậy, thuốc mình cho cũng vậy. Cảm sốt hoặc nhức đầu ho thì mình ra tiệm thuốc tây mình mua uống, thì uống mà mình thấy không hết, nặng lắm mình mới đi khám bác sĩ thôi. Cần bảo trì gì đó mình phải vô, lúc đó mình phải có vấn đề là mình phải vô, giống như cái xe máy vậy, tới lúc mình cũng phải vô tiệm sửa xe đó rồi sửa ra chạy tiếp. Thực sự những người bán thuốc nhiều khi cũng nhiều tái nhiều cặp thôi, chứ không có chuyên gì, nhiều khi họ bán không biết đúng hay không. Mà đứng bán thuốc á là một bác sĩ luôn, và xung quanh nó là cũng có nhiều dược sĩ giỏi, họ mỗi lần mình mua là họ giải thích cặn kẽ cho mình luôn. Yêu cầu ví dụ mình không biết là uống thuốc gì, mình kể cái bệnh ra xong rồi họ sẽ khuyên mình uống, mình uống gì và nên làm gì. Họ chia theo từng phần luôn, nhưng họ ghi vô luôn sáng trưa chiều luôn cho mình rõ hết. Tay là em mua những cái cô lớn tuổi, cái cô đó sẽ có kinh nghiệm hơn, nhưng người ta bán thuốc cũng lâu năm rồi. Chứ thường thường mua ra những cái tiệm thuốc mà mới mở là những đứa mấy người trẻ trẻ mới ra không, mà em cũng không yên tâm lắm. Sau khi cái đầu em bị ngứa là em da em nó khô, tại vì kiểu ngứa thì cũng hay rãi chị, cái da cũng bị khô, cái xong rồi ở đó thì nó kêu là bây giờ em không có cần uống thuốc để cho da đỡ khô, giờ về tẩy tế bào chết sang ngoài dưỡng lotion á, dưỡng lên thôi. Kiểu như là ở đó nó cũng bán thật tình á, không phải là mình bị cứ ra là nó bán thuốc, nó kêu mua này mua kia. Em ra thuốc, em mua thuốc về sẵn rồi thì em cũng tự xử lý, mà em cảm giác như là nó đi theo cái hướng khác đó, nó không có khỏe hơn. Cái em ra em hỏi người ta là tình trạng nó không được khỏe vậy thì người ta sửa như thế nào, bởi vì người ta đưa em mấy phương thuốc mới rồi mà ngủ. Quen như mua nhiều nó quen. Thì em thấy ở đó thì bán cũng lâu rồi, gần như em, nhưng mà ở đó là bán cũng lâu rồi, bán từ lúc mà em như là mới biết nhà thuốc là em đã thấy cái đó rồi. Nhà em thì ai cũng ra đó mua thuốc lấy mình quạnh hết, thì nếu mà ra ngoài đó mua đi mình đỡ kiểu cũng an tâm, tại vì đó giờ nhà mình uống thuốc ở đó không. Mình giao thì cũng thân nhưng mà không thân bằng ảnh. Tự nhiên mua thuốc biết thì con mình từ nhỏ tới giờ, con chị dường như anh biết tính luôn, biết là ý bệnh của nó luôn. Mua thuốc, ổng đi làm về kêu ổng mua giùm, mà ảnh mua xong cái về em uống hết. Ảnh mua uống một ngày là mình uống 3 lần, uống không hết, xong cái bệnh hoài. Cái chị ở sớm, cái chị đi ngang cho thấy em bệnh hoài, cái chị mới hỏi. Rồi nói là thôi đi ra cái cô đó đó mua đi, cô đó bán thuốc cũng hay lắm. Thấy chị giới thiệu rồi em ra mua. Thấy đi ra mua thấy cô cũng nhiệt tình lắm, cô hỏi thăm nè, hỏi thăm kia, thấy người mình quể quải này kia, cô cũng hỏi thăm thấy tận tình lắm. Ở nguyên cái khu mình rất là nhiều nhà thuốc, nhưng mà chỉ có một cái nhà thuốc thì có bác sĩ đó là kỹ lưỡng là tốt, cho nên bán rất là đắt, lúc nào cũng đông khách, 3-4 dược sĩ bán cũng kịp luôn á.